Bên cạnh chuyện góp vui bằng việc độ cả hai chiếc xe sang màu hồng na ná nhau trong drama yêu đương cùng một tỷ phú của Ngọc Trinh và Lily Trang, tay sơ mẹt khét tiếng Sài Gòn, Mr. Xuân Hoàng còn gây chú ý bởi chuyện tình yêu nhanh cưới vội với cô vợ Suri Thanh Nga. Mr. Xuân Hoàng và vợ, Suri Thanh Nga Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, Thanh Nga còn là người phụ nữ vô cùng khéo tay và đảm đang khi ở nhà. Bếp luôn là nơi giữ lửa cho cả tổ ấm, nhìn vào căn bếp phần nào người ta cũng có thể đoán định được sự kết nối và niềm hạnh phúc của những thành viên trong gia đình. Hiểu được điều đó, dù bận rộn cách mấy, cô vợ của cao thủ xeo xe sang vẫn luôn dành thời gian, chăm chút cho chồng những bữa ăn ngọt lành. Ảnh, nhân vật cung cấp Vũ trụ ở nhà không la cà là chuỗi các nội dung, hoạt động do, người nổi tiếng và độc giả cùng chung tay xây dựng theo cách thức hoàn toàn mới để chúng ta cùng vui khỏe vượt qua mùa dịch. Chiến dịch mang đến thông điệp, ở nhà chống dịch, tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân để giảm tải áp lực lên hệ thống y tế cộng đồng. Vũ trụ ở nhà không la cà là sự hợp sức của các tinh cầu, bao gồm các mục thuộc. Bạn muốn giải trí và tỏa sáng ở lĩnh vực nào, chúng tôi đều có thể mang đến. Chuỗi hoạt động bao gồm, Miss ở nhà, truy tìm bạn cũ, đấu giá đồ sao, đẹp cùng sao, house tour, ok giải đố, sao sờ sần ở nhà không la cà vì ở nhà là hạnh phúc